Chiều tối qua ở Đà Nẵng đã diễn ra sự kiện đồng diễn yoga lớn nhất từ trước tới nay tại khu vực miền Trung. Sự kiện nằm trong chuỗi chương trình Ngày Quốc tế Yoga năm 2022 do Bảo Việt Nhân Thọ phối hợp tổ chức. Chủ đề năm nay là Yoga sống khỏe mỗi ngày. Một màn đồng diễn ấn tượng với các động tác nhịp nhàng uyển chuyển đã được hơn 1.500 người yêu yoga cùng nhau thực hiện tại sự kiện Lễ hội Yoga Quốc tế Đà Nẵng 2022, thu hút hàng trăm khách du lịch, người dân địa phương và hàng nghìn người yêu yoga trên cả nước hưởng ứng. Với thông điệp là sức khỏe là tài sản quý giá cần được chăm sóc và vun đắp mỗi ngày cho cuộc sống thêm niềm vui và hạnh phúc trọn vẹn. Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ chiến dịch Bảo vệ gia đình Việt, bảo vệ sức khỏe Việt của Bảo Việt Nhân Thọ. Sau Đà Nẵng thì điểm đến tiếp theo của chuỗi chương trình Ngày Quốc tế Yoga sẽ là thành phố Huế, diễn ra vào ngày 26 tháng 6 tới.